Hôm nay mà Tuấn sẽ lên cho các bác một số dòng loa karaoke đó nhé. Tết nhất thì cũng đã sắp đến rồi. Các bác nào có nhu cầu thì bác nên mua sắm trước cho anh em âm thanh. Nó đỡ vất vả, bởi vì có những bác là gần Tết mới sắm được, cái chuyển hàng nó rất là khó luôn. Đối với những dòng B&B 450C này thì nó phải nói luôn là nó là vua karaoke và nghe nhạc rồi. Dòng này thì vừa nghe vừa hát rất là hay, nghe nhạc cũng hay ạ. Nó ấm áp, nó mềm. Dòng này thì quá hay rồi. Đấy. Còn bác nào muốn nghe nhạc cao cấp hơn nữa thì đây. Đây là đôi loa Tainoi. Tainoi đến từ đất nước Anh Quốc, vỏ màu đen bóng, vỏ màu đen bóng này. Tainoi này. Những đôi loa này thì các bác em đọc model, em đọc giá luôn và cho các bác tham khảo giá thoải mái thôi nhé. Đây là đôi loa Tainoi có model là 633. Đây là dòng Tainoi cổ, Tainoi trước quá nhé, chứ không phải Tainoi đời mới bây giờ đâu. Tainoi xịn luôn đấy. Tainoi xịn luôn cho bác, chứ không phải là Tainoi. Tainoi đời mới bây giờ thì đa số là sản xuất ở tại China rồi. Còn những dòng này thì nó vẫn ở Anh Quốc đấy. Được chưa? Con này là con Tainoi 6 bao nhiêu đây? 633. Mức giá em Tuấn cũng báo luôn cho bác nhé. Còn phía trên này của nó làm vân đá. Mức giá em Tuấn báo luôn cho bác là 7.900.000. Con này nó cao thế nào? 1, 2, 3. Con này cao 70. Cao 70, ngang nó tầm gần 25. Sâu cả y căng nó tầm 22. Mức giá 7.900.000 đối với đôi loa Tainoi này. Đấy, dòng nghe nhạc. Còn sang đến đây, nó là dòng BMB 450C. Thì dòng này báo cáo các bác là trên thị trường bán cũng khá là nhiều, bởi vì nó rất là ưa chuộng, dòng hay. Mức giá bên em Tuấn để cho các bác mức giá là 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 nhé. 4 6 đến 4 triệu 8 tùy. Vì có những con là nó không được đẹp lắm, thì 4 triệu 6 thật ra đa số là dọn đều là đẹp rồi. Dọn đẹp, hàng bãi như này là đẹp lắm bác ạ. Hay gần hết cho bác về chỉ sẵn dùng thôi. Đấy, 4 triệu 8. 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 nó tùy thôi bác ạ. Nhưng mà đa số là mình thôi, có 200 nghìn mình lệch tí nhưng mình chọn cho nó đẹp. Bên em nó dọn nó sạch sẽ cho các bác nó dễ thích hơn. 4 triệu 8 dòng này. Các bác chỉ cần duy nhất một đôi loa này với lại một chiếc âm ly. Một chiếc âm ly thì có Boston Audio rồi là Zangwa rồi là nó nhiều thương hiệu của Korea lắm. Các bác có thể ghép một đôi đấy trong vòng nó tầm khoảng độ 10 đến 12 triệu đổ lại là bác đã có một bộ karaoke rất là hay rồi. Đúng không ạ? Đôi loa này 4 triệu 8 gọi là 5 triệu đấy, chiếc âm ly nữa. Chiếc âm ly nó tầm 4 5 triệu nữa hỏi mic, còn mic thì bây giờ các bác chưa đủ điều kiện thì bác mùng mic có dây đã. Còn mic không dây tính sau. Chẳng hạn thì nó chỉ trong vòng gói gọn khoảng tầm 10 triệu là ok rồi các bạn. Đấy. Bởi vì sắm nó phải sắm những cái dòng nó có chất lượng này. Còn bác nào muốn rẻ, muốn khỏe hơn thì bác có thể mua hàng mới. Hàng mới bây giờ thì đối với dòng B&B như thế này chẳng hạn, họ làm nhái, nó đập cũng rất là khỏe. Nhưng mà các bác ngồi ở nhà nghe nó đau tai lắm, người hàng xóm nghe họ thấy hay hơn. Tất cả những dòng loa âm thanh mới mà âm thanh nhái chính hãng thì đa số là các bác mở tại nhà các bác nghe nó rất là chối tai, nó đau tai lắm, nhưng mà hàng xóm nghe người ta thấy hay hơn. Đấy. Còn dòng này ấy, thì các bác vừa nghe vừa hát và có thể nói chuyện tại trong căn phòng gia đình của bác, nó rất ấm áp, nó tách bạch, nó rõ ràng. Cái loa bãi nó như vậy đấy. Đấy. Ai chơi thì sẽ hiểu cái giá trị của nó hơn. Đấy, còn dòng này. Ngoài ra thì các bác có thể chơi nó cái hàng nó cao cấp hơn một chút, đó là dòng B3 này. B3 này thì báo cáo bác thì nó cũng tầm 4 triệu 8 đến 5 triệu 2. 5 triệu 2 B3. Dòng này thì báo cáo bác là nó quá khủng rồi. Dòng B3 này nó tùy bác nhé. Ví dụ những con nào mà bác chọn xấu quá 4 triệu 8 thì nó xấu, nó bị sứt một chút chẳng hạn. Còn không thì hơn 5 triệu bên em sẽ chọn đẹp xuất sắc cho bác. Được chưa? 5 triệu 2 chẳng hạn. Đấy, 4 triệu 8 có, 5 triệu 2 trung bình là 46, 48, 52. Kể cả B&B. Nói tóm đi tóm lại là bây giờ thôi để cho bác này. B&B này 4 triệu 6 cho nó sướng nha. 4 triệu 6. B3 này để cho bác 4 triệu 8 cho nó thích luôn. Ok chưa? Chọn đẹp. B3. Còn B3 thì đây bác nhìn đây. B3 bác nhìn đây, phân tần của em nó thì bác khỏi phải nghĩ đúng không ạ? Phân tần của nó kín luôn. Nó kín hết biển phía dưới luôn. Kín hết luôn. Đấy. Con này được thiết kế với là hai tép hai chung. Hai tép hai chung và một bát, một thùng. Một thùng 5 loa. Đấy. Dòng này thì bao phê bao mê cho bác rồi. Mức giá để cho bác 4 triệu 8 đôi này. Ok chưa? 4 triệu 8. Ngoài ra muốn vừa nghe vừa hát hay nữa thì bác dùng đôi loa Phi-Vây này. Phi-Vây này một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Mỹ. Phi-Vây bát 30. Dòng này là bát bát côn kiểu này các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát cực kỳ ấm áp hay gia đình này. Con này là model 112DL. Mức giá 6.900.000 đôi này. 6.900.000 đôi này. Đấy. 6.900.
Còn đây nữa, đây còn sót cái đôi này nữa. Đôi này vẫn chưa tìm thấy tép nó ở đâu bác ạ. Đôi này em Tuấn chưa tìm thấy tép nó ở đâu cơ. À, đôi loa này là đôi loa Jamo được thiết kế với lại ba bát này. À đâu, Mission chứ. Mission của Anh Quốc đây này. Mission của Anh Quốc nặng trịch luôn, 1 bát, 2 bát, 3 bát. Đang thiếu một con tép. Cái tép ở đâu? Tép là không biết, không phải của nó. Đây là không phải của nó, mà đây là cái màng chặn của nó thôi, cái tép là không phải của nó. Cái tép này các bác có thể lắp tép rất là nhiều, em không muốn nó độ chế. Nó báo mất tép thì mất tép thôi, chứ còn màng chắn của nó thì có thích lắp. Cái này không phải của nó bác nhé. Đấy, hiện tại đang thiếu tép. Bác nào lấy em Tuấn dọn nốt cho bác nhé, 3 triệu 9 đôi này. Còn đôi này các bác mà nếu mà mua đẹp nó không có 8 đến 9 triệu thì các bác cứ tham khảo giá đi, 8 9 triệu em Tuấn thì bé với các bác luôn, ngày xưa em Tuấn bán nhiều. Biết rồi nhá. Đây. Ok chưa? Một con nằm kia. 3 triệu 9, dọn nốt cho nó nhanh. Sạch kho. Ok chưa? À, ngoài ra thì đây còn một con súp này nữa. À, một con súp này là con súp bát 30, con súp bát 30. Con súp bát 30 này là có dòng súp gì đây? Con này chạy điện 120V nhé bác nhá. Chạy điện 120V để cho các bác mức giá cũng là 3 triệu 9 con súp này. Đây, con súp này là chạy điện 120V này. Con súp BASS12. Con này em gõ em search lên Google thì toàn tiếng Tây thôi. Toàn tiếng Tây thôi. Hai lỗ thông hơi. Để cho bác 3 triệu 9 con này. 3 triệu 9, điện 120V. Điện dùng theo Mỹ mà điện 120V. Em ghi hẳn điện 120V đấy chồng. Để bác 3 triệu 9 nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Con này 3 triệu 9 cho nó sướng. Ok chưa? 3 triệu 9 bác nhá. Đấy. Còn xem nào, xem bác nào có lấy. Ở đây. Máy hút ẩm. Bác đợi em chút nhé, em lấy cái bút em ghi vào không biết quên mất giá. Đấy, em đã lấy bút em ghi cái đây, bút em lấy cái bút em ghi giá 3 triệu 9 về cho bác rồi, 120. 3 triệu 9 một con. À, sang đến đây. Đó là dòng máy lọc không khí và máy hút ẩm. Ok bác nhá. À, máy lọc không khí thì gồm có Daikin và đây, Daikin và Sharp. Này, Daikin và Sharp. Đấy. Đây này. Con này còn sót này. Con này là số 28 trước giá 1 triệu 9 này bác này. Sắp to này. Em Tuấn tặng cho các bác cho nó ngon nhá. Đến mùa này các bác không dùng là không khí là quan trọng nhất rồi. À 1 triệu 9. Em Tuấn để cho các bác mức giá 1 triệu 200 nhá. 1 triệu 200 nghìn. À bác nào muốn lắp thêm đổi nguồn nữa thì thêm cho em Tuấn 200. Nhá. Con sáp này nhá. Con sáp số 28 1 triệu 200 nghìn. Bác nào muốn lắp thêm đổi nguồn để về cắm trực tiếp điện 220 thì thêm cho em Tuấn 200 nghìn nữa. 2 triệu 8 à, số 28. Con này em đặt tiếp cho bác mức giá bao nhiêu? 1 triệu 1 nhá. Cũng con sáp, vừa là không khí vừa bùa ẩm luôn. Máy đẹp long lanh luôn ạ, đây này, máy đẹp long lanh. Vừa là không khí vừa bùa ẩm, 1 triệu 100 nghìn. 1 triệu 100. Bác nào muốn lắp thêm đổi nguồn nữa thì thêm cho em Tuấn 200 nghìn vào đây, 1 triệu 100 nghìn. Sang tiếp con Daikin này. Sang tiếp con Daikin này. À, con Daikin này là 1 triệu 300 nghìn. Dòng Daikin bác 1 triệu 300 nghìn. 1 triệu 300. Bác nào lọc thêm nó, lắp thêm đổi nguồn thêm 200 thế cho nó nhanh. Còn con bùa ẩm này chưa biết chất lượng như nào, chưa báo được, bởi vì là nó phải có kiểm tra rồi. Những con kia thì ok, hoạt động tốt. Em muốn là hoạt động tốt thì em báo cho nó dễ đấy, chứ không cứ ầm ầm là xong đến lúc rồi. Bác hỏi. À JBL đây nữa. Ôi trời bác ơi. Này. Ong làm tổ này. Ô các bạn ong mà đến bạn làm tổ này. Ong vàng các bạn. Ấy, ong làm tổ đấy, đã làm tổ đấy rồi, nhanh thế đấy. JBL nhá, K610 nhá. K610. Được chưa? Dòng này là JBL Made in China. K610. Để cho các bác mức giá sướng luôn, 2.999.000. Cho nó sướng nhá. Em bán này đợt này cho các bác thích. Em thật ra là em lấy tương tác thôi các bác ạ. À, bác xem nhiều, bác lấy nhiều, nhập nhiều em thích. 2.999. Ok chưa? 2.999.000 đôi loa JBL này. Đôi này các bác nào muốn hát karaoke gia đình, loa full này. Nếu mà những dòng này này các bác nào hay rượu chè vào mà hát lực nhiều quá
thì bác không nên lấy loại này, bác phải lấy loại này nó chịu đòn tốt. Loại này có clip test rồi, cần em Tuấn gửi clip cho. Ô, chào các bác, hẹn clip sau nhá. Clip này thế thôi đã, clip này thế thôi đã bác nhé.